Chào mừng quý vị đến với chương trình Nhật Bản ngày nay. Tôi là Mai Demizu. Và tôi là Makiko Uchida. Hàng tuần ngay từ trường quay tại Tokyo, chúng tôi mang đến cho quý vị các tin tức mới nhất về Nhật Bản. Từ kinh tế, văn hóa cho đến ẩm thực. Nếu quý vị muốn tìm hiểu những điều đang diễn ra tại Nhật Bản, thì đây chính là chương trình mang đến cho quý vị những thông tin đó. Chúng tôi mang tới quý vị bảng xếp hạng Nhật Bản ngày nay, nơi xếp hạng những sản phẩm dịch vụ nổi nhất trong nước. Vâng, chúng ta sẽ tìm hiểu các chợ nông sản. Theo số liệu chính phủ, trên khắp cả nước hiện có hơn 23.000 chợ nông sản. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những khu chợ khác nhau này bán rất nhiều sản phẩm bên cạnh thực phẩm. Phía trước một loạt xe hơi, chúng tôi thấy có một nhà máy trực tiếp bán thực phẩm Trung Quốc. Nhà máy có tên CK, sản xuất đi xăm cho các nhà hàng Trung Hoa đắt đỏ ở thành phố Yokohama. Vì mua được thực phẩm chất lượng cao với giá đã chiết khấu, nên rất nhiều khách hàng yêu thích công ty này. Mỗi ngày chỉ mở cửa 2 tiếng rưỡi, nhưng lúc nào CK cũng tấp nập khách. Ai cũng mua số lượng lớn. Để làm quà, vì nó rất ngon. Bạn cũng có thể mua từ há cảo ngọt thanh cho đến bánh rán nhân đậu đặc biệt. Ở nhà hàng, bạn sẽ phải trả gấp đôi mức giá đó. Họ bán khoảng 30 loại bánh khác nhau. Hãy xem 3 sản phẩm nổi tiếng nhất của họ. Xếp hạng thứ 3 là đã mua 200 chiếc bánh. Tiêu chuẩn ẩm thực Trung Hoa, bánh gối. Bí mật phía sau sự nổi tiếng là cách làm ra nó. Hàng ngày, vỏ bánh được làm thủ công từ 4 giờ sáng. Và hàng ngày, thịt lợn cũng được xay nhỏ tại nhà máy. Một đặc điểm là cách gói. Từng chiếc được gói bằng tay bởi những người thợ lành nghề. Ôi, gói khéo quá. Những nếp gấp này rất quan trọng vì nó sẽ giữ được nước thịt bên trong. Khi được chiên lên, cả chiếc bánh sẽ có độ dai. Chỉ có thể làm thủ công mới đạt được điều này. Rất ngọt, vỏ bên ngoài thì dai nữa. Cùng quay về với bảng xếp hạng. Ở vị trí thứ hai là bánh bao. Mỗi hộp 3 chiếc có giá khoảng 6 đô la. Những chiếc bánh bao nhân thịt này cũng được nặn thủ công. Bột được nhào với tốc độ gấp đôi bánh bao bình thường, nên vỏ bánh rất soft. Hương vị của thịt thấm qua lớp bột mềm. Cuối cùng, đứng ở vị trí quán quân là xíu mại. Trong thời gian mở cửa 2 tiếng rưỡi đó, họ đã bán hết 800 gói bánh xíu mại. Thịt lợn có vị rất ngọt. Lúc này chúng tôi đến tỉnh Shizuoka. Bây giờ mới chỉ là 5 giờ 30 phút sáng thôi. Nhưng hãy nhìn hàng người này mà xem. Vào lúc sáng sớm như vậy, chúng tôi thấy khoảng 50 người xếp hàng ngay tại cánh đồng. Họ xếp hàng vì cái gì vậy? Ngô ngọt. Dân địa phương ai cũng biết đến trang trại Suzuki bán trực tiếp ngô ngọt, nên thường có hàng dài khách hàng xếp đợi. Nhưng ngô ngọt này có điều gì đặc biệt mà có thể thu hút nhiều người mua đến vậy? Rất ngọt ạ. Ngọt và rất ngon. Có vẻ như là do độ ngọt của nó. Wow. Màu của nó rất đẹp. Màu vàng và trắng. Đúng thế, đó là điểm đặc biệt của nó. Ăn sống được, cô hãy thử xem. Vậy à? Ôi, ngọt quá.
Tôi quên mất, ngô chính là một loại rau củ vì nó ngọt như hoa quả vậy. Hàm lượng đường là khoảng 20 độ Brix, đơn vị đo độ ngọt. Nó cũng ngon cả khi luộc chín. Một túi từ 6 đến 9 bắp ngô ngọt này có thể mua với giá khoảng 11 đô la. Với giá tốt như vậy, nhiều khách hàng mua với số lượng lớn. Bác ơi, một mình bác mua từng này cơ ạ? Một số là mua hộ họ hàng. Độ ngọt của ngô ngọt này khiến người mua mê mẩn là nhờ chất đất nơi trồng. Nó là loại đất hơi giống đất sét. Đất này được tạo ra sau nhiều năm nghiên cứu. Loại đất cứng hơi giống đất sét này có chứa dưỡng chất, tạo ra ngô ngon lành, ngọt lịm. Ngô ngọt của trang trại này được bán trong một khoảng thời gian hạn chế cho đến trước đầu tháng 8. Thành phố Isehara, tỉnh Kanagawa. Một chợ nông sản khác nữa, nơi hàng ngày các hàng người chờ đợi mua một đặc sản. Hôm nay có khoảng 40 người. Tất cả họ đến đây để mua trứng. Ngay khi mở cửa, họ bán được rất nhiều trứng. Khi đóng vào thùng, mỗi ngày họ bán được 25.000 quả trứng. Một túi 10 quả trứng có giá khoảng 3 đô la, bán rất chạy nhờ vị ngon của nó. Rất ngon và rất ngọt. Ngậy và rất ngon. Ăn sống rất ngon. Trứng của họ nổi bật với lòng đỏ đậm đà và không dễ vỡ. Làm sao họ có thể tạo ra lòng đỏ chất lượng như vậy? Nhờ thức ăn chăn nuôi gà. Thức ăn chăn nuôi giàu dinh dưỡng gồm ngô trộn với thịt cá, thực vật biển và vỏ sò tạo ra giống gà cho trứng có lòng đỏ chất lượng. Trứng này hoàn hảo cho món ăn Nhật Bản có tên là Tamago Kake Gohan. Chỉ đơn giản là khuấy trứng sống và rót lên trên bát cơm. Cuối cùng là cho nêm dầu hào vào. Hàng ngày, trứng này được bán bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng và nghỉ bán khi bán hết trứng. Tiếp theo, cũng ở tỉnh Kanagawa, tại thành phố Atsugi là một kho vali. Đó là một nhà sản xuất vali chủ yếu bán giá rẻ trực tuyến và các sản phẩm tự thiết kế của họ có giá dưới 100 đô la. Các sản phẩm này cũng có thể mua với mức giá thấp hơn nữa tại nhà kho trụ sở chính này. Đây là những chiếc vali rẻ nhất của chúng tôi. Chúng hơi lỗi một chút, như có vết xước nhỏ chẳng hạn. Các sản phẩm lỗi, không bán được như hàng bình thường, được bán ở đây với giá thanh lý. Phần này gắn không chắc chắn lắm. Lớp lót bên trong chiếc vali này hơi lỏng và được giảm giá 30% nên có mức giá là 64 đô la. Những cái khác có vết xước nhẹ hoặc có vết bẩn nhỏ, không ảnh hưởng đến độ bền của vali. Tất cả đều được bán giá rẻ. Với tôi thì không vấn đề gì cả. Miễn là nó không bị vỡ là được rồi. Thời điểm tốt nhất để đến đây là giờ sớm vào cuối tuần, vì lúc đó họ chất đầy hàng. Điểm bán hàng trực tiếp cuối cùng chúng tôi đến thăm là ở tỉnh Saitama. Xe đạp. Đó là cửa hàng bán lẻ xe đạp. Nghe nói rằng mỗi ngày họ bán 700 chiếc xe đạp.
Chúng tôi tò mò đi đến cửa hàng có tên là Hodaka. Đó là một công ty xe đạp bán các đời xe Marukin. Từ xe đạp trẻ em, xe đạp thể thao cho đến xe đạp điện. Cửa hàng này sản xuất rất đa dạng sản phẩm. Chúng tôi được biết nhà sản xuất xe đạp này đang mở cửa kho hàng chính của họ và tìm hiểu một số sản phẩm bày bán của họ. Thường thì cái này có giá là 200 đô la, nhưng ở đây nó có giá chỉ là 130 đô la. Vậy là giảm giá 30%. Xe mới tinh, tuy nhiên nó được giảm giá vì một vết rất nhỏ. Chiếc xe đạp trẻ em này giảm còn 90 đô la, chỉ nhìn hơn một nửa giá thường. Chiếc xe đạp thể thao này rất hấp dẫn với thanh niên, giảm từ 270 đô xuống còn 250 đô la. Họ cho chúng tôi xem chiếc xe được giảm giá nhiều nhất của họ. Đây là một chiếc xe đạp điện. Nó cũng được giảm giá, vậy thì giảm bao nhiêu? 800 xuống còn 400 đô la. 49,800 yên, nó giảm xuống còn một nửa giá thường. Với mục đích thanh lý tồn kho, nó có mức giá đặc biệt như vậy. Hơn hết, xe đạp thông thường có ghế trẻ em cũng có giá thấp hơn. Tìm đến các cửa hàng bán trực tiếp, chắc chắn bạn sẽ mang về nhà được nhiều món đồ giảm giá. Và đó chính là bảng xếp hạng Nhật Bản ngày nay. Sau ít phút giải lao, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị một chương trình phóng sự. Quý vị đang xem chương trình Nhật Bản ngày nay. Trong phần tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị các chương trình phim tài liệu nổi tiếng. Hôm nay từ Giấc mơ Nhật Bản của đài TBS, chúng tôi xin giới thiệu cách làm mềm thực phẩm mà không làm thay đổi hình thức của nó. Chikuzeni, món gà hầm rau củ Nhật Bản. Tuy nhiên, món này có chút khác thường. Một cuộc cách mạng mới về ẩm thực đã bắt đầu. Bạch tuộc thường khó cắn, nhưng lúc này nó trở nên mềm nhũn, dù chỉ cần ấn nhẹ. Vị và hình dáng thì giống hệt, nhưng nó được làm mềm xuống 1/1000 lần độ dai ban đầu. Đây là thực phẩm siêu mềm. Người dẫn dắt nhóm phát triển thực phẩm này là Hiroaki Masunaga. Bí mật của độ mềm này nằm trong chính rau củ và hoa quả. Nó có thể là gì vậy? Nó là một sự gặp gỡ định mệnh đã thay đổi cuộc đời Masunaga. Tôi có một ước mơ. Tìm hiểu kỹ lưỡng độ mềm của thực phẩm như thế nào. Chỉ việc đặt một tấm kính mỏng lên trên có thể hoàn toàn làm nát dẹt nó. Chỉ cần dùng lưỡi là có thể làm tan nó. Nhưng thật kinh ngạc, cấu trúc của cả thịt và rau củ đều y hệt như bình thường. Chúng tôi đến thăm nơi làm việc của Masunaga để xem cách tạo ra các thực phẩm này. Họ đang chuẩn bị bữa ăn. Dù căn phòng trông như một phòng thí nghiệm nghiên cứu, các đầu bếp cũng chính là các nhà khoa học. Thay vì dao và thước là các kính hiển vi điện tử và các thiết bị đo lường phức tạp. Thực ra, đây là một phòng thuộc một công ty dược, và những nhân viên này là một nhóm các chuyên gia sản xuất dược. Nó rất khác so với việc chuẩn bị thực phẩm thông thường. Nhà nghiên cứu này đang phân tích thịt bằng một kính hiển vi điện tử. Tôi đã làm việc này được 7 năm rồi.
Trước đây tôi nghiên cứu các vi linh kiện trong các nhà máy. Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ cắt thịt ở chỗ làm. Lĩnh vực nghiên cứu chính của người này là về cá. Vì tôi làm việc với cá, nên tôi như là ngư dân vậy. Cũng có những nhà khoa học chuyên về rau củ. Công việc của họ là làm cho thực phẩm mềm hơn. Nhưng họ làm việc đó như thế nào? Các enzyme. Đây là những enzyme giúp tiêu hóa đồ ăn. Enzyme phá vỡ các hạt thức ăn. Khi ngâm một miếng thịt trong enzyme, miếng thịt sẽ trở nên mềm chỉ trong 15 phút và bắt đầu tan chảy. Nó giống với quá trình tiêu hóa. Trong cơ thể người có vô số enzyme tiêu hóa. Ví dụ như, trong nước bọt có saliva, trong dạ dày có pepsin. Đó chính là những enzyme phá vỡ các liên kết trong thực phẩm. Chúng cắt các sợi giữa các tế bào nên làm mềm các hạt. Thế nhưng, nếu thức ăn tan ra, thì nó sẽ không còn là thức ăn nữa. Và để giữ được hình dạng của thức ăn, thì cần phải kiểm soát được tác động của các enzyme. Ý tưởng là tiến hành quy trình tiêu hóa trước, trong khi vẫn giữ nguyên được vị và hình thức. Tại các cơ sở y tế, nơi có nhiều bệnh nhân có cơ nuốt và nhai đã yếu, họ đang rất hy vọng vào thực phẩm mềm này. Khi bệnh nhân gặp khó khăn trong ăn uống, nhiều bệnh viện phục vụ món ăn được trộn trong máy xay sinh tố. Bất chấp nhu cầu thưởng thức món ăn, thật khó để làm được như vậy với loại món ăn trộn sền sệt này. Hình thức và hương vị đều khác hẳn. Tôi sẽ rất vui nếu tôi có thể giúp đỡ và làm vui lòng những người gặp vấn đề khó khăn trong ăn uống, cũng như gia đình họ khi thấy người thân chán ăn. Ngược lại, trước đây, Masunaga đã từng có cách nghĩ rất khác với hiện tại. Cách đây 8 năm, khi dự án này bắt đầu, Masunaga làm về dinh dưỡng qua đường ruột. Dinh dưỡng qua đường ruột là cách cung cấp cho những người không thể ăn cả những thực phẩm xay nhuyễn, được bơm qua ống vào mũi, đến dạ dày và ruột. Masunaga, một người đã từng tự hào về công trình của mình, bỗng dưng được giao lại nhiệm vụ. Ông được yêu cầu làm ra thức ăn để thay thế cho thức ăn xay nhuyễn và phải mềm đến mức có thể nghiền nát bằng lưỡi. Ông nghĩ điều đó là vô lý và không tưởng. Tôi đã cực kỳ phản bác dự án kỳ quặc này, rằng cấp trên của tôi đã áp đặt tôi. Tôi nghĩ rằng họ không biết gì về những khó khăn mà tôi sẽ phải trải qua trong công việc này. Không chấp nhận yêu cầu của công ty, Masunaga bắt đầu nghiên cứu cách làm cho thức ăn mềm đi. Tuy nhiên, một hôm, một bệnh viện đại học đã chuyển tới ông một lời đề nghị giúp đỡ. Đó là giáo sư Higashiguchi, một chuyên gia hàng đầu về nghiên cứu quản lý dinh dưỡng. Tôi yêu cầu loại thức ăn giữ nguyên hình dạng mà có thể tan trong miệng. Nhưng không ai giúp được gì. Higashiguchi mong muốn giúp đỡ những bệnh nhân có cơ nhai yếu để họ có thể vui thích với việc ăn uống.
Masunaga đã nhận ra sai lầm của mình. Đây là một nghiên cứu quan trọng. Ông hiểu ra rằng mình không nên làm việc nở vời. Sau khi gặp gỡ với Higashiguchi, ông cảm thấy sẵn sàng đối mặt với thử thách này. Ông đã biến điều mà ông đã từng nghĩ là không thể trở thành có thể. Masunaga đã phát hiện ra rằng các enzyme chính là chìa khóa cho nghiên cứu này và đã thành công trong việc tìm ra các enzyme phù hợp nhất cho từng loại thực phẩm. Tuy vậy, ông lại gặp phải một trở ngại không ngờ. Các enzyme phủ xung quanh bề mặt thức ăn không thể ngấm hoàn toàn vào bên trong. Ông chợt nghĩ tới món dưa muối Nhật Bản. Khi muối được rắc và sát lên bề mặt quả dưa chuột, muối hút nước ra và thâm nhập qua. Ý đồ là như vậy. Muối hấp thu nước từ bên trong và thẩm thấu xâm nhập hoàn toàn vào trong thức ăn. Dùng phương pháp tương tự nhằm loại bỏ độ ẩm và không khí dựa trên cùng nguyên lý, Masunaga nghĩ các enzyme có thể được thẩm thấu qua thức ăn để làm nó mềm đi. Từ đó, Masunaga đã tạo ra một môi trường giống như chân không để thử phương pháp hút ra. Các bong bóng bắt đầu xuất hiện. Nó là không khí và nước từ bên trong. Các enzyme có thẩm thấu vào không? Đây là đoạn băng ghi lại thử nghiệm của họ. Khi thả cục nam châm ra, chỉ với một lực rất nhẹ, miếng cà rốt vỡ nát. Củ sen cứng cũng trở nên mềm như thế này. Masunaga muốn báo tin vui này đến Higashiguchi ngay lập tức và đã mang rau củ đã thử nghiệm đến chỗ anh ấy. Nhưng phản ứng của anh ấy không tốt. Khi anh ấy nếm thử, mặt anh ấy có biểu hiện rất lạ và che miệng. Nét mặt anh ấy đã nói lên tất cả. Không ngon, không ăn nổi. Nhiều lần tôi muốn phun ra. Đây là các mẫu ở thời điểm đó. Hương vị là yếu tố quan trọng nhất của thức ăn, lại không ngon. Masunaga đã ước gì khi Higashiguchi nói rằng món ăn có vị ngon. Ông đã nghĩ ra các hương vị khác nhau và tiến hành nhiều thử nghiệm. Tuy nhiên, vị giáo sư vẫn nhíu mày mỗi lần nếm thử. Vì Higashiguchi tiếp tục tìm ra lỗi trong các mẫu nếm thử, nên Masunaga lại quyết tâm hơn. Ông tuyển một đầu bếp chuyên món Nhật vào đội nghiên cứu. Từ đây, cuộc chiến giữa Masunaga và đầu bếp về cách tạo hương vị cho thức ăn cũng bắt đầu. Nó hơi nhạt nhẽo. Tôi hiểu rồi. Masunaga đã được mở mang về cảm nhận hương vị. Ông đã mang thức ăn mới được tạo hương vị cho Higashiguchi nếm thử. Ngon lắm. Tuyệt vời. Thức ăn thay thế loại thức ăn xay nhuyễn mà Higashiguchi kỳ vọng đã hoàn thành. Hương vị và hình dáng vẫn y nguyên. Thậm chí, dù cơ nhai của bạn đã yếu, thức ăn này vẫn có thể bị nghiền nát. Chỉ cần dùng lưỡi là thức ăn giúp mang đến niềm vui, có thể thưởng thức món ăn. Nó được đặt tên là tôi ăn.
Ngon lắm. Người phụ nữ này đã không thể ăn uống bình thường suốt 3 năm qua. Tôi thực sự rất vui khi có người nào đó đã nghĩ đến điều này. Tôi đã không thể ăn được gì cả. Và rồi tôi lại có thể ăn trở lại. Tôi không thể nói hết lòng cảm kích của mình được. Higashiguchi, người đã rất nghiêm khắc khi đánh giá quá trình phát triển thức ăn, cũng chia sẻ: Masunaga, cảm ơn anh về tất cả. Nhiều lúc tôi phải nói là món ăn rất tệ hay không ngon gì cả. Tôi biết là tôi hơi kỹ tính quá. Tôi xin lỗi. Nhưng chúng ta đã đi được đến tận lúc này. Tôi chúc anh mạnh khỏe. Và tôi hy vọng chúng ta có thể tiếp tục cùng nhau làm việc vì tương lai của Nhật Bản. Chúc may mắn. Thật quá ưu ái. Khi họ trực tiếp cảm ơn tôi, tôi thực sự cảm động. Bằng cách có thể ăn được bình thường trở lại, tôi hy vọng họ tìm lại nguồn vui sống. Tôi nhận ra rằng mình vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Trên thị trường dưỡng lão, hiện có bao nhiêu loại sản phẩm thực phẩm? Theo số sản phẩm được đăng ký bởi Hội thảo Thực phẩm Điều dưỡng Nhật Bản, thì hiện có khoảng 1.400 sản phẩm khác nhau. Con số này đã tăng lên khoảng gấp 3 lần trong 5 năm qua. Sau ít phút giải lao, chúng tôi xin giới thiệu một tập từ một chương trình kinh tế nổi tiếng, Thứ hai Gatchery. Tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị một tập trong chương trình Kinh tế Nhật Bản, thứ hai Gatchery của đài TBS. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu những bí mật đằng sau sự nổi tiếng của các sản phẩm ướp khô khác nhau, trong đó có thịt phơi lạnh. Đầu tiên, chúng tôi đến tỉnh Shizuoka để ghé thăm một cửa hàng bán thịt. Khi đi vào bên trong cửa hàng, chúng tôi thấy có đủ các loại thịt bò. Cửa hàng này là một trong số những cửa hàng đi đầu trong lĩnh vực kinh doanh thịt phơi lạnh, gần đây đang rất phổ biến. Bằng cách để phơi lạnh thịt đỏ ít béo trong một thời gian dài, thịt sẽ tăng hương vị. Điều này có nghĩa là thịt có vị ngon hơn khi nó đang bị hỏng. Thịt phơi lạnh và thịt đang bị hỏng là khác nhau. Thịt mềm và có hương vị đậm đà. Nó gọi là phương pháp phơi lạnh khô. Một kỹ thuật gọi là phơi lạnh khô cho phép hương vị của thịt cô đặc mà không bị hỏng. Để tìm hiểu cách làm khô thịt, chúng tôi đi vào phòng đông lạnh được dùng riêng dành cho phơi thịt. Nhiệt độ được đặt ở mức 1 độ C. Mức này không làm đông thịt, mà nó giúp thịt không bị hỏng. Về loại thịt, khoảng 90% là thịt bò sữa, Holstein. Loại thịt phù hợp với phương pháp phơi lạnh khô là thịt của gia súc lấy sữa, ví dụ như bò sữa Holstein, chứ không phải bò nuôi lấy thịt. Giống bò này không đắt, nhưng thịt đỏ của chúng lại được cho là phù hợp nhất với phương pháp phơi lạnh khô. Thịt bò thay đổi rất nhiều khi qua phương pháp phơi lạnh khô. Hương vị được cô đậm đặc và thớ thịt trở nên mịn như nhung. Thịt bò Nhật Bản cao cấp có hàm lượng mỡ cao. Vì vậy, khi nó được phơi lạnh, phần mỡ bị oxy hóa và làm hỏng hương vị. Vậy nên họ sử dụng thịt bò đỏ của giống bò Holstein và phơi lạnh chúng trong 40 ngày. Cái quạt ở đây có tác dụng gì? Chúng tôi đang làm khô thịt bằng luồng gió mạnh. お肉の中の水分をですね、引き出してるんですね。
làm khô bề mặt thịt bò bằng quạt gió, lượng nước thừa được rút ra. Bí quyết của thịt bò phơi lạnh ngon lại là tấm bảng phía sau các kệ. Nó là nơi ở của các loại nấm hỗ trợ quá trình phơi lạnh thịt. Nó được gọi là kindoko hay ruộng nấm. Các vi sinh vật sống trên tấm gỗ này có vai trò quan trọng đối với quá trình phơi. Một số loại nấm phân hủy protein trong thịt và tăng axit amin lên. Điều này giúp làm thịt mềm và tăng hương vị. Tổng giám đốc của công ty đã phát hiện ra loại nấm này ở Mỹ, nơi bắt nguồn của công nghệ phơi khô, và đã thành công khi nuôi trồng nó sau vô số nỗ lực thử nghiệm. Đây là các thành phần của miếng thịt bình thường và một miếng thịt được phơi sau 40 ngày. Rõ ràng, miếng thịt đã phơi trông không ngon mắt. Sau khi lọc bỏ xương và bề ngoài, làm sạch, phần thịt đỏ mới lộ ra. Phần bề mặt khô luôn phải lọc bỏ đi và mất đi 30% miếng thịt so với miếng thịt sống. Chúng tôi đã nếm thử thịt đã được phơi 40 ngày. Độ mềm hoàn toàn khác. 100 gram có giá khoảng $12. Và đắt hơn thịt đỏ thông thường đến 30%. Nhưng họ liên tục nhận được đơn đặt hàng từ nhiều nhà hàng và khách sạn trên cả nước. Họ đang tận hưởng một doanh nghiệp sinh lãi bằng cách tăng giá trị cho loại thịt đỏ giá rẻ thông qua phương pháp phơi khô. Tiếp theo, chúng tôi đến thăm một cửa hàng ở Chiruga, tỉnh Fukui, đang làm ăn tốt với các sản phẩm phơi. Chúng tôi nhìn thấy đủ các loại rong biển, kombu trong cửa hàng của họ. Họ là một cửa hàng rong biển kombu lâu đời, bắt đầu hoạt động từ năm 1871. Chúng tôi phơi rong biển kombu bằng cách trữ chúng vài năm. Kombu với vị ngọt umami tăng lên được xuất kho đến nhiều nhà hàng khác nhau, trong đó có cả các nhà hàng cao cấp nhất ở Kyoto. Loại rong biển mà họ phơi là loại dùng để làm nước dùng kiểu Nhật. Thông thường, rong biển kombu có thể xuất ngay sau khi phơi khô dưới nắng một ngày. Ở đây, họ phơi nó nhiều năm bằng một phương pháp gọi là kuragakoi, hay bảo quản dưới hầm. Căn hầm họ dùng thì tối và nhiệt độ luôn giữ ở mức 20 độ C. Rong biển được rải ra sát vào nhau trên lớp rơm. Chúng tôi gọi đó là rong biển kombu kuragakoi. Tất cả chúng đều là rong biển Rishiri kombu. Chúng có đắt không? Có. Chúng được dùng tại các nhà hàng cao cấp. Kombu mà họ đang phơi ở đây rất đắt. Khi bạn để nó ở nhiệt độ nhất định trong nhiều năm, mùi mặn mòi giảm đi, con đường và axit amin cùng nhau tạo ra hương vị ngọt dịu. Để kiểm tra xem có thật vậy không, chúng tôi làm súp dashi từ 3 miếng kombu, một miếng tươi, một miếng đã phơi 3 năm và một miếng đã phơi 10 năm bằng cách ngâm chúng vào nước trong cùng một khoảng thời gian. Có thể thấy rằng kombu đã phơi 10 năm tạo ra được nước súp dashi rất đậm đặc. Chúng tôi hỏi tại sao kombu phơi lại được yêu thích ở Chiruga, Fukui. Trước đây, Chiruga từng là một thành phố cảng và là một trung tâm phân phối các sản phẩm từ Hokkaido được chuyển đến vùng Kansai. Vào thời kỳ Edo, vịnh Chiruga là nơi tàu thuyền luôn đầy ắp kombu Hokkaido để chở đến phía tây Nhật Bản. Tuy nhiên, nhiều khi tuyết rơi dày cản trở việc xuất hàng và họ buộc phải lưu kho kombu qua mùa đông. Một hôm, có người đã ăn kombu lưu kho để làm súp dashi và thấy nó ngon hơn. Đó chính là khởi đầu của phương pháp phơi kombu tại đây, ở Chiruga. Chúng tôi đến một nhà hàng cao cấp đậm phong cách Kyoto dùng kombu phơi từ Chiruga. Chúng tôi hỏi đánh giá của đầu bếp trưởng về kombu này. Tôi đã dùng nguyên liệu này suốt cả thập kỷ này. Nó rất tiện vì nó rất dễ điều chỉnh hương vị.
Súp dashi là điểm tiêu biểu của ẩm thực Nhật Bản. Không hề nói quá khi nói rằng kombu được phơi dùng cho hầu hết các món ăn. Thực ra, kombu phơi chính là nguyên liệu tạo ra ẩm thực phong cách Kyoto. Căn hầm chứa đầy kombu phơi. Mỗi túi đều được dán nhãn tên. Nó cho biết tên bãi biển, nơi thu hoạch từng kombu. Chúng khác nhau sao? Ồ, rất khác. Cũng giống như rượu vàng, vị trí thu hoạch kombu cũng ảnh hưởng tới hương vị của nó. Loại nào là lâu năm nhất? Chúng tôi có loại từ năm 1989. 26 năm rồi ư? Đúng thế, 26 năm. Họ còn chưa quyết định xem sẽ phơi chúng bao lâu nữa, nhưng họ định phơi chúng khoảng từ 50 đến 100 năm. Với giá $100 cho 400 gram, nó thực sự đắt đỏ. Nhưng nhờ sự phổ biến khắp thế giới của ẩm thực Nhật Bản, kombu phơi đang thu hút sự quan tâm của các đầu bếp Ý và Pháp. Tiếp theo, chúng tôi đến thăm một công ty ở tỉnh Yamanashi. Chúng tôi đã hỏi tổng giám đốc họ đang phơi sản phẩm gì. Hạt cà phê. Chúng tôi phơi hạt cà phê tươi trong khoảng một năm trước khi rang. Cà phê phơi của họ khá đắt, có giá $9 cho 200 gram. Nhưng họ đang dần nổi tiếng trong giới sành cà phê. Cà phê được cho là ngon nhất khi nó mới thu hoạch, rang và xay. Tuy nhiên, ở công ty này, họ phơi hạt cà phê hơn một năm trước khi rang chúng. Vì ở đây chúng tôi có gió tự nhiên, nên hạt cà phê có thể thoải mái hít thở. Lý do tại sao nhà kho này có nhiều cửa sổ như vậy là để thoáng gió. Nằm ở chân dãy Anpo phía nam, thời tiết khô với lượng mưa hàng năm thấp. Những điều kiện này lý tưởng cho việc phơi cà phê. Chúng tôi xem một số hạt cà phê đã được phơi. Những hạt cà phê phơi lâu có màu vàng hơn và ít xanh hơn. Vị của cà phê thay đổi do quá trình phơi phải không? Thành phần chính của cà phê là tannin, và tannin có thể trở nên ngọt qua quá trình phơi. Sau khi phơi, tannin được chuyển hóa và hương vị trở nên đậm đà hơn. Đồng thời, hạt cà phê thường rất khó vỡ, nhưng hạt cà phê phơi rất dễ đập vỡ. Thông qua quá trình phơi, các hạt tạo ra các lỗ mịn. Vì vậy, nhiệt từ quá trình rang dễ dàng tác động vào tận giữa hạt. Đặc điểm lớn nhất của hạt cà phê phơi là hương vị vẫn giữ nguyên, ngay cả khi cà phê nguội đi. Vì nhiệt độ rang vào tận giữa hạt cà phê phơi và chất béo hoàn toàn bị loại bỏ, nên chúng không dễ dàng bị oxy hóa. Vậy nên hương vị không thay đổi theo thời gian. Điểm cuối chúng tôi ghé thăm là một công ty xây dựng ở tỉnh Shiga. Bên trong, gỗ rải rác khắp nơi. Chúng tôi dành thời gian dài để phơi gỗ để dùng xây nhà. Nếu gỗ mới xẻ được dùng mà không qua xử lý, thì sẽ bị nứt và cong vênh. Vì vậy mà kỹ thuật sấy khô được sử dụng nhằm ngăn chặn tình trạng này. Không, chỉ là sấy khô, không phải là phơi. Chúng tôi đã bổ sung thêm một công đoạn. Để xem công đoạn sấy, chúng tôi đến dãy núi gần đó. Chúng tôi được dẫn đến một cái ao.
Gỗ được ngâm trong ao này sao? Để phơi chúng. Làm thế nào có thể phơi gỗ khi ngâm trong ao? Chúng tôi xử lý gỗ bằng cách ngâm chúng vào nước rồi sấy khô. Bằng cách ngâm vào nước một năm, các cây gỗ có thể nghỉ và tự mình trở thành loại gỗ bền. Theo Tổng Giám đốc công ty, ngâm vào nước để chảy hết nhựa chứa mùn ra khỏi cây gỗ và nước được hấp thụ và ngấm đều trong cây gỗ. Sau một năm, họ kéo cây gỗ lên khỏi ao rồi phơi chúng dưới nắng để từ từ loại bỏ độ ẩm. Bằng cách này, các cây gỗ sẽ trở nên bền hơn và đẹp hơn so với gỗ phơi theo cách thông thường. Phải mất tổng cộng đến 2 năm cho quá trình phơi này, 1 năm trong nước, nửa năm phơi nắng và nửa năm nữa sấy khô. Hiện nay cách sấy gỗ là dùng quạt sấy nhiệt độ cao ngay sau khi đốn cây. Phương pháp này chỉ mất 1 đến 2 tuần để sấy khô gỗ. Với cách sấy nhân tạo, bề mặt thì trông đẹp, nhưng bên trong lại bị nứt. Quá trình sấy khô thông thường này làm khô gỗ mà bên trong vẫn còn nhựa, nên ở giữa khúc gỗ có nguy cơ cao sẽ bị nứt. Mặc dù tốn thời gian và công sức, phương pháp ngâm và phơi thân thiện với gỗ và cả với người xây dựng nhà. Chúng tôi hỏi họ đã chốt lại phương pháp phơi này như thế nào. Phương pháp này thực ra đã có từ rất lâu. Các dòng suối luôn bị các khúc gỗ làm tắc dòng chảy. Bạn có thể đã thấy các khúc gỗ trôi nổi như vậy trên sông. Thậm chí ở Tokyo, phương pháp xử lý gỗ bằng ngâm và sấy cũng đã từng phổ biến. Tuy nhiên, hiện nay người ta không thường xuyên dùng phương pháp đó vì nó không hiệu quả lắm. Công ty này đã tái sinh phương pháp này cho thời hiện đại. Ngôi nhà mới tinh này được làm từ gỗ phơi đắt hơn nhà thông thường 20%. Chúng không chỉ đẹp mà còn bền nữa. Ngôi nhà này sẽ còn tồn tại ít nhất là 100 năm. Một phương pháp phơi độc đáo khác nữa được gọi là phơi nhiệt độ đá lạnh đã được phát triển bởi một trung tâm nghiên cứu ở tỉnh Tottori. Họ đã phát triển cách để biến nước muối đông cứng và phơi hải sản trong quá trình vận chuyển. Một thứ nữa xuất hiện trong suy nghĩ khi nói đến các sản phẩm phơi là rượu vang và các thức uống có cồn khác. Có một phương pháp phơi đồ uống có cồn bằng cách cất nó dưới đáy biển. Họ nói rằng sự biến đổi trong các dòng hải lưu giúp tăng cường quá trình phơi và nhiệt độ nước ổn định tạo môi trường tốt cho rượu. Rất ấn tượng. Uchida, chị thích chuyên mục nào nhất? Phần đầu tiên khiến tôi muốn đi đến ngay khu chợ nông sản. Đúng vậy, tôi nghĩ đó là một nơi tuyệt vời để cả gia đình đi chơi nữa. Thông tin trên đã khép lại Nhật Bản ngày nay tuần này. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều câu chuyện thú vị để chia sẻ với quý vị vào tuần tới. Kính mời quý vị cùng đón xem.